Hello đại gia đình. Mấy ngày nay ngay cái mùa thi cử cuối học kỳ 1 cho nên thầy Trọng TV khá là bận rộn, như là chấm bài rất là nhiều. Thì hôm nay clip này lên hơi khuya, mong đại gia đình thông cảm nha. Clip này tiếp tục giải đáp thắc mắc của một số anh em, đặc biệt là những anh em còn thắc mắc một số câu hỏi liên quan đến vấn đề mua bán xe cũ cũng như là các thủ tục như thế nào. Thì clip này sẽ giải đáp cho anh em cùng tham khảo cũng như là xem qua nha. Rồi, thì bây giờ vô chủ đề luôn nha anh em. A few moments later. Thầy Trọng TV xin được giải đáp câu hỏi đầu tiên của bạn Minh Vàng. Bạn Minh Vàng hỏi là: anh ơi, 17 tuổi có sang tên được không? Như vậy, người từ 6 đến dưới 18 tuổi có thể đứng tên nếu được người đại diện đồng ý. Dù luật giao thông đường bộ cũng như các văn bản hướng dẫn đều không quy định cụ thể độ tuổi được đứng tên trên giấy chứng nhận đăng ký xe là bao nhiêu. Nhưng có một điều anh em lưu ý: ô tô xe máy được xác định là động sản phải được đăng ký với người dưới 18 tuổi thì không thể tự mình thực hiện các giao dịch dân sự liên quan đến ô tô xe máy mà phải thực hiện thông qua người đại diện theo pháp luật hoặc được người đại diện theo pháp luật đồng ý thì mới đứng tên hoặc sang tên được nha. Câu hỏi thứ hai của bạn Hùng LHV: xe mới mua nên chạy rô đai bao nhiêu km được anh? Và rô đai khoảng bao lâu ạ? À? Câu hỏi này rất là quen thuộc vì xe bây giờ á, chạy rô đai thì cũng chạy rô đai từ 1.000 đến hơn 1.000 km là được rồi. Vì chiếc xe bây giờ nó không quá quý như chiếc xe hồi xưa. Và khi chạy rô đai thì nên chạy ít nhất cũng từ 10 phút trở lên. Chứ nếu mà chạy rô đai mà dưới 10 phút thì các cái bôi trơn trên động cơ nó chưa đủ hoạt động trơn tru để gọi là chạy rô đai. Chạy rô đai thì có hai hình thức, đó là chạy không tải, tức là dựng xe chân đứng tại chỗ và nổ máy cho nó chạy. Hình thức thứ hai là mình lên xe mình chạy vòng vòng, hoặc là chạy đi làm, hoặc là chạy đi chợ, đi đâu đó, đi cà phê thì cũng gọi là phương pháp chạy rô đai rồi. Tuy nhiên trong 1.000 km hoặc hơn 1.000 km chạy rô đai thì không nên kéo max speed, tức là kéo hết tốc độ của chiếc xe, mà hãy chạy từ từ, chạy đều ga. Câu hỏi thứ ba, bạn Mèo Béo hỏi: dạ thưa thầy, thầy cho em hỏi, em mua xe Yamaha NVX 2017 biển số Bình Thạnh, đăng ký cà vẹt ở nơi Chăn Long, em sang tên về Phú Nhuận. Nói chung là mua ở Bình Thạnh mà muốn sang tên về Phú Nhuận, thì em làm xong giấy công chứng mua bán và đóng thuế ở Phú Nhuận. Giờ em có cần phải về cảnh sát giao thông Bình Thạnh trả cà vẹt không? Hay là cầm công chứng mua bán, cà vẹt cũ, căn cứ công dân lên thẳng Phú Nhuận đăng ký ạ? Câu hỏi này khá dài dòng, tuy nhiên mình xin giải đáp ngắn gọn như sau. Bạn công chứng xe máy ở đâu và đóng thuế ở đâu là không quan trọng. Nhưng sau khi công chứng và đóng thuế ở Phú Nhuận xong, giờ em có cần phải về cảnh sát giao thông Bình Thạnh trả vào vẹt hay không? Thì tất nhiên theo quy định của luật là bạn phải về lại nơi đăng ký đầu tiên để trả cà vẹt và làm các thủ tục cần thiết, sau đó mới tiến hành đăng ký mới được ở Phú Nhuận nha. Đôi điều gửi bạn. Câu hỏi thứ tư của bạn Đào Nguyễn Bảo: em có vài điều muốn hỏi. Bạn này hỏi rất là nhiều luôn nè. Tuy nhiên mình rất trân trọng những người đã tin tưởng và đặt cái câu hỏi cho mình. Điều thứ nhất, bạn Đào Nguyễn Bảo hỏi: mua bán sang tên với người được ủy quyền với mua bán sang tên với chính chủ đã công chứng có gì khác nhau? Và với người được ủy quyền thứ hai, người được ủy quyền bởi người được ủy quyền từ chính chủ? Mình trả lời ý thứ nhất nha. Mua bán với người được ủy quyền tất nhiên sẽ khác với mua bán với chính chủ, vì người chính chủ có thể đơn phương thu hồi lại giấy ủy quyền. Còn người được ủy quyền mà mình mua bán với người được ủy quyền thì người được ủy quyền sẽ bị lệ thuộc vào người chính chủ. Cho nên á, dù gì người chính chủ vẫn có nhiều quyền hơn là người được ủy quyền nha. Câu hỏi thứ hai, bạn hỏi: đã có giấy mua bán công chứng thì người mua có thể tự đi rút hồ sơ gốc không hay phải thêm gì nữa? Nếu đã có giấy mua bán công chứng thì người mua tự thỏa thuận với người bán mà đi rút hồ sơ gốc. Nếu người bán không đi rút được thì người bán chịu trách nhiệm đưa các giấy tờ liên quan như căn cước công dân, photo công chứng hoặc là giấy ủy quyền đi rút gốc để cho người mua tự đi nha. Ý thứ ba, anh nói người ủy quyền có thể đơn phương hủy ủy quyền mà
trong khi người được ủy quyền có toàn quyền mua bán thì chủ xe có liên quan gì nữa? Câu hỏi này rất thú vị. Người ủy quyền có thể đơn phương hủy ủy quyền, tất nhiên người ủy quyền là người chủ đó. Còn người được ủy quyền có toàn quyền có nghĩa là có toàn quyền thay mặt cho người chủ thôi, chứ không phải là có toàn quyền ở đây là muốn đem xe đó làm gì thì làm. Tất nhiên có quyền mua bán, quyền cho tặng, nhưng người chủ vẫn có quyền truy lại các quyền của người được ủy quyền, cũng như là thu hồi lại chiếc xe nếu như nó hết hạn ủy quyền, hoặc là nếu mà muốn đơn phương thì cũng có thể đề nghị được ủy quyền. Người được ủy quyền chịu trách nhiệm, liên đới chịu trách nhiệm để xử lý các vấn đề phát sinh nếu người chủ muốn nha. Nói chung người chủ vẫn là người có quyền cao nhất, còn người được ủy quyền tuy là có toàn quyền quyết định chiếc xe nhưng mà vẫn phải liên đới hỏi qua người chủ của nó. Ý cuối cùng, bạn Đào Nguyễn Bảo hỏi, người được ủy quyền, ví dụ như cửa hàng xe cũ, có quyền rút hồ sơ gốc về để chờ bán cho người mua hay không? Hay phải đợi có người mua mới bắt đầu quy trình rút hồ sơ sang tên? Câu hỏi này rất là dễ gặp ở các cửa hàng xe cũ nè. Người được ủy quyền mà ví dụ như cửa hàng xe cũ thì có quyền rút hồ sơ gốc với điều kiện là người chủ xe phải có giấy ủy quyền đi rút hồ sơ gốc như mình nói ở trên. Và còn cái vấn đề để chờ bán cho người mua hay không, hay là phải đợi có người mua, thì tất nhiên theo quy định của luật là từ lúc mà công chứng mua bán sang tên hoặc là công chứng ủy quyền thì người được ủy quyền sẽ phải làm các thủ tục ngay sau đó trong vòng 1 tháng. Nếu trong vòng 1 tháng mà không đi làm thì bị công an truy tố, không phải truy tố mà xin lỗi là phạt về cái trách nhiệm là trong vòng 1 tháng không đi sang tên rút gốc để chuyển tên cho người mới nha. Đó là quy trình rút hồ sơ đó. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Câu hỏi này rất là thú vị và bạn Đào Nguyễn Bảo hỏi rất là dài. Tuy nhiên mình vẫn cố gắng để lại số điện thoại và giải đáp cho những ai cần nha. Mình đọc lại số điện thoại của mình là 0968886628 nha. Mình là Thầy Trọng TV. Rất mong được giải đáp cũng như là tận tình với anh em. Anh em nào có thêm ý kiến hay ho cũng như là kiến thức bổ ích hãy đóng góp trên kênh. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn.